Trump có tỷ lệ thắng cử lên tới 52%. Bà Harris chỉ trích ông Trump không xứng đáng làm tổng thống. Canh bạc tất tay của tỷ phú Elon Musk với Trump. Ông Trump có 52% cơ hội thắng cử. Theo mô hình khảo sát của The Hill and Decision Desk HQ, trang khảo sát hàng đầu về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, cơ hội đắc cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Phó Tổng thống Kamala Harris đã có sự thay đổi rõ rệt. Theo đó, cơ hội thắng cử của ông Trump lần đầu tiên vượt bà Harris với 52% so với 42%. Dự báo cho thấy khả năng thắng cử của ông Trump lần đầu tiên vượt bà Harris đã tới mức 52%, cao hơn đối thủ 10%. Mô hình dự báo tính đến ngày 20 tháng 10 của The Hill and Decision Desk HQ, trang khảo sát hàng đầu cho thấy tỷ lệ đắc cử của Phó Tổng thống là thấp hơn đáng kể so với các kết quả trước đó. Từ cuối tháng 8, sau khi bà Harris ra tranh cử, các dự báo của Decision Desk HQ và The Hill đều cho rằng ứng cử viên của Đảng Dân chủ có khoảng từ 54-56% cơ hội chiến thắng, còn ông Trump thì là 44-46%. Từ đầu tháng 10 đến ngày 17 tháng 10, mô hình này dự báo cả hai ứng cử viên có cơ hội chiến thắng như nhau, đều là 50%. Tuy nhiên, 3 ngày sau, ông Trump lần đầu tiên vươn lên chiếm ưu thế, đạt 52% và cao hơn đối thủ 10%. Sự thay đổi trong mô hình dự báo trùng khớp với thời điểm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cải thiện tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò tại Wisconsin và Michigan, hai bang chiến trường trước đó nghiêng về bà Harris. Ông Trump cũng chiếm ưu thế với cách biệt nhỏ ở ba bang chiến trường khác là Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Trong số 7 bang chiến trường có thể định đoạt kết quả bầu cử năm nay, Pennsylvania là bang duy nhất bà Harris đang tạm thời dẫn trước trong các cuộc thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, thăm dò cũng nhấn mạnh cuộc đua hiện vẫn chưa ngã ngũ vì kết quả thăm dò ở cả 7 bang vẫn nằm trong biên độ sai số, nghĩa là những sai sót trong khảo sát có thể thay đổi theo cả hai chiều hướng. Hiện hai ứng cử viên đều không có lợi thế rõ ràng ở cả 7 bang để đảm bảo chắc chắn giành được 270 phiếu đại cử tri. Hai ứng viên đang tận dụng những ngày vận động tranh cử cuối cùng ở các bang quan trọng, khi ngày bỏ phiếu chỉ còn cách hơn 2 tuần. Tỷ phú Elon Musk đang tiến hành vận động tranh cử cho ông Trump trong 5 đêm liên tục ở Pennsylvania, trong khi bà Harris tận dụng sức ảnh hưởng của một số siêu sao nhạc pop trong sự kiện cuối tuần qua. Phó Tổng thống ngày càng xoáy sâu vào năng lực đảm đương chức vụ Tổng thống của ông Trump, cả về sức khỏe lẫn các phát ngôn mà bà cho là thô tục, là mất phẩm giá của chức Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump 78 tuổi khẳng định tuổi tác không ảnh hưởng đến ông. Tuổi tác và những phát biểu tùy hứng của ông Trump dường như không tác động nhiều đến cử tri, nhất là trong các cuộc thăm dò. Bà Harris nói ông Trump không xứng đáng làm Tổng thống. Trong một phát biểu công kích cá nhân đối thủ tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng sự thiếu chuẩn mực của ông Trump sẽ là một yếu tố khiến cử tri không bỏ phiếu cho ông. Bà cho rằng ông Trump không xứng đáng và đó là lý do ông sẽ thua. Bà Harris chỉ trích ông Trump đưa ra phát ngôn thô tục, xúc phạm chức vụ Tổng thống Mỹ và làm giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Bà nói, những gì các bạn thấy ở đối thủ của tôi, một cựu Tổng thống Mỹ, thực sự đang làm mất giá trị của chức vụ này. Trước đó, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 19 tháng 10, ông Trump đã gọi bà Harris là một phó tổng thống tồi tệ. Trước tiếng gieo hò từ những người ủng hộ, Phó Tổng thống Harris cho rằng cựu Tổng thống Trump không nên được bầu để lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa. Bà nhấn mạnh, Donald Trump không bao giờ được phép đứng sau con dấu của Tổng thống Mỹ nữa. Ông ấy không xứng đáng có được quyền đó. Theo bà Harris, những bình luận của ông Trump đã hạ thấp quyền lực của Mỹ khi nói về các vấn đề như dân chủ, pháp quyền. Hiện chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris và ông Trump vẫn đang ở trong cuộc đua xít sao cho chức Tổng thống, bao gồm cả các bang chiến trường quan trọng. Canh bạc tất tay của tỷ phú Elon Musk với ông Trump. Trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã dốc toàn lực ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Giới phân tích đánh giá, trong số nhiều canh bạc táo bạo đã định hình sự nghiệp của ông Elon Musk tới giờ này, ít có cuộc nào liều lĩnh hơn sự ủng hộ mà ông đặt vào ông Donald Trump. Sự ủng hộ của Musk dành cho ông Trump ngày càng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử. Cách đây 2 tuần, người ta đã thấy ông Musk thậm chí đã nhảy cẫng lên ngay trên sân khấu sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania, nơi ông Trump từng bị ám sát hụt hồi tháng 7. Ông Musk cũng đã tận dụng triệt để mạng xã hội X của mình để truyền tải các thông điệp của ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Tuần này, ông chủ của hai công ty Tesla và SpaceX cũng đã triển khai đợt vận động kéo dài 5 đêm cho ông Trump ở bang chiến trường Pennsylvania
nơi mà ông tin có thể là chìa khóa cho việc tái thắc cử của cựu tổng thống. Báo cáo mới đây cũng tiết lộ ông Musk là một trong những nhà tài trợ hàng đầu vì đã quyên góp ít nhất 75 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị America PACs ủng hộ ông Trump. Ông Musk cũng công khai chỉ trích phó tổng thống Kamala Harris, kêu gọi mọi người hãy bỏ phiếu cho ông Trump vì đó là cách duy nhất để cứu nền dân chủ. Theo trang Politico, trước đây ông Musk từng ủng hộ các ứng viên đảng Dân Chủ, nhưng vào năm 2022, ông tuyên bố sẽ bắt đầu bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, vì đảng Dân Chủ hiện là đảng chia rẽ và thù hận mà không thể thành thêm. Sau đó, ông chủ công nghệ cho biết sự thay đổi ủng hộ bị cuộc tấn công vô cớ từ các lãnh đạo đảng Dân Chủ nhắm vào ông và thái độ lạnh nhạt với Tesla và Space. Dường như ông Elon Musk đã đặt cược rằng nếu ông Trump đắc cử, ông sẽ có được ảnh hưởng đáng kể đến cách chính phủ đối xử với các công ty của ông. Từ vệ tinh, xe điện, chip não, learning cho đến robot AI, ông Musk đang sở hữu một loạt doanh nghiệp vốn phụ thuộc rất nhiều vào các hợp đồng và quy tắc do chính phủ Mỹ đặt ra. Tại sự kiện ủng hộ ông Trump hôm 17 tháng 10, ông Musk nói: "Lý do lớn nhất khiến ông ủng hộ cựu tổng thống là nhu cầu về các quy định hợp lý. SpaceX có thể chế tạo một rocket khổng lồ nhanh hơn thời gian xử lý cấp giấy phép của chính phủ. Và điều này thật điên rồ. Nếu xu hướng bóp nghẹt bởi các quy định quá mức không được thay đổi thì chúng ta chẳng có thể vượt tới sao Hỏa." Mặc dù SpaceX cũng đã giành được các hợp đồng béo bở trị giá hàng tỷ đô la Mỹ dưới thời của tổng thống Joe Biden, song công ty này cũng đã nhiều lần đấu khẩu với các cơ quan liên bang và tiểu bang. Ông Musk cáo buộc những cơ quan này kìm hãm sự đổi mới bằng các thủ tục hành chính và các quy định. Chiến thắng của ông Trump có thể là cơ hội để SpaceX và vệ tinh Starlink giành thêm nhiều hơn nữa các hợp đồng từ hệ thống an ninh của Mỹ, để Tesla có thể thuyết phục được đảng Cộng Hòa ủng hộ xe điện, hoặc có thể hạn chế các cuộc điều tra về tính an toàn trong công nghệ tự lái của hãng này. Ông Musk cũng tin rằng với ông Trump, mạng xã hội X sẽ ít có khả năng xung đột với chính quyền hơn trong vấn đề tự do ngôn luận. Ông Trump thậm chí đã tuyên bố nếu đắc cử sẽ bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk làm bộ trưởng cắt giảm chi phí. Điều này có thể mang lại cho Musk sức ảnh hưởng cho việc thay đổi chính sách quản lý có thể tác động đến các công ty của mình. Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng ông Musk chỉ đang tham gia vào chính trị vì lý do cá nhân hơn là lý do thương mại. Tỷ phú Musk cũng khẳng định không chỉ hành động vì lo lắng cho đất nước. Lưỡng đảng Mỹ chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý dài hơi về kết quả bầu cử. Mặc dù từ lâu các cuộc chiến giữa các đảng về luật bỏ phiếu đã là một phần trong các chiến dịch tranh cử tổng thống, song các vụ kiện tụng của bầu cử đã tăng vọt trong những năm gần đây. Tại một sự kiện vận động ở bang Georgia, ứng cử viên tranh cử của đảng Cộng hòa Donald Trump, người vẫn từ chối chấp nhận đã thua tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, cho biết ông muốn chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới phải áp đảo đến mức không thể gian lận. Tuy nhiên, bất kể khoảng cách chiến thắng rộng đến bao nhiêu, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều đang sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý có khả năng kéo dài liên quan đến kết quả bầu cử sau khi được công bố. Hàng chục vụ kiện có thể tạo tiền đề cho các thách thức sau khi quy trình kiểm phiếu đã diễn ra. Trong lịch sử các cuộc bầu cử, các vụ kiện trước đây phần lớn đều do đảng Cộng hòa và các đồng minh của họ đệ trình. Nhiều vụ kiện liên quan đến các cáo buộc bỏ phiếu qua thư, lá phiếu cử tri từ nước ngoài và các khiếu nại về việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân Mỹ. Trong khi cựu tổng thống Trump đã nhiều lần từ chối tuyên bố rõ ràng ông sẽ chấp nhận kết quả của năm nay, thì đảng Dân chủ cũng lên tiếng cảnh báo có thể từ chối chứng nhận kết quả hợp lệ và thúc đẩy kiện tụng. Mặc dù từ lâu các cuộc chiến giữa các đảng về luật bỏ phiếu đã là một phần của chiến dịch tranh cử tổng thống, song các vụ kiện gần đây đã tăng vọt. Tỷ lệ các vụ kiện liên quan đến bầu cử tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2000, khi tòa án tối cao bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 để giải quyết cuộc bầu cử có lợi cho ứng cử viên đảng Cộng hòa George Bush thay vì ứng cử viên đảng Dân chủ Al Gore. Vai trò của tòa án cấp cao trong cuộc đua này đã thúc đẩy sự quan tâm đến luật bầu cử, thúc đẩy sự gia tăng các vụ kiện tụng diễn ra nhanh hơn vào năm 2020 do những thay đổi trong các quy tắc bỏ phiếu do đại dịch COVID-19. Những thay đổi đối với các quy định tài trợ cho chiến dịch tranh cử cách đây một thập kỷ cũng cho phép các nhà tài trợ cung cấp cho các đảng một khoản tiền mặt khổng lồ dành cho cuộc chiến pháp lý. Các vụ kiện tụng bầu cử ngày nay không phải lúc nào cũng là vấn đề giành chiến thắng tại tòa án, mà còn là một thông điệp chính trị để khích lệ các nhà tài trợ. Đầu năm nay, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC đã khởi động chương trình chưa từng có về tính toàn vẹn của bầu cử, với kế hoạch có 100.000 tình nguyện viên và luật sư tại các tiểu bang chiến trường quan trọng, nhưng phần của cam kết đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong cuộc bầu cử 2024. Cuộc chiến quan trọng nhất tại tòa án có thể là về các quy định chứng nhận phiếu bầu cử. Có một quy trình xem xét mới, nhanh hơn với các tranh chấp chứng nhận theo các bản cập nhật của đạo luật cải cách số phiếu bầu do Quốc hội thông qua vào năm 2022. Tuần trước, tại bang Georgia, một thẩm phán tuyên bố 7 quy định bầu cử mới do Hội đồng bầu cử tiểu bang thông qua gần đây là bất hợp pháp
vi hiến và vô hiệu. Trong đó có một quy định yêu cầu số lượng lá phiếu phải được đếm thủ công sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một quy định khác yêu cầu các quan chức phải tiến hành cuộc điều tra hợp lý trước khi chứng nhận kết quả, nhưng không nêu rõ điều đó có nghĩa là gì. Đảng Cộng Hòa đã kháng cáo quyết định của thẩm phán về việc vô hiệu hóa các quy định lên tòa án tối cao của tiểu bang.